vào nhà vệ sinh nữ nhòm ngó và cái kết. Vâng, như vậy là một bảo vệ đang gõ cửa số 4 trong nhà vệ sinh nữ. Chúng ta hãy cùng xem ai là người trong này và chuyện gì sẽ xảy ra. Rồi. Rồi, như vậy là 1 phút sau. À đây rồi. Đừng đi lỗ, đừng đi lỗ. Tay mình biết mình làm hết thở thử đâu. Đi con thi lỗ, cái này thi lỗ không biết gì ha. Thì nó đâu có làm gì đâu. Này mình tỉa thi lỗ thôi, nó có làm gì làm đâu. Vậy là lỗi ra. Hả? Cái gì? Đâu có ấy đâu thi lỗ thôi gì. Cho mượn điện thoại rồi, tư trang ở trong người chú đi chú. Hả? Cái gì? Chú có điện thoại đâu? Hả? Rồi chú mở điện thoại giùm con đi. Trời ơi, con mượn phần giùm con. Tôi có gì đâu. Chú mượn điện thoại chú nào? Cho mượn luôn. Đi lộn cậu, không có gì đâu. Đó. Tôi đâu có làm bậy đâu. Đi lộn trời, cái đó là gì đâu. Đó. Hồi nãy chứ vô là chứ thấy ông đứng lên trên rồi chứ chú đừng có nói mà chú không biết nha. Nhưng mà tôi không có chụp hình như vậy đâu. Tối đó tôi không cần biết. Đó tôi không cần biết. Đứng trên cái nắp bồn. Đúng là nắp bồn cầu luôn cái đầu ông lên luôn chứ ông đừng có nói. Thì tôi đâu có nói. Rồi thì nãy giờ ông đâu nói đâu không cần ông nói. Như vậy là một người đàn ông trung niên có lẽ là đã cỡ khoảng 40 tuổi rồi đúng không ạ? Không hiểu lý do là gì nhưng mà anh đã đi vào nhà vệ sinh nữ rồi đóng chốt cài then ở trong đấy. Theo những gì mà cô gái chia sẻ là anh nhế đầu lên để nhòm gì đó. Đấy, tôi không biết là anh có quay phim chụp ảnh gì không, nhưng mà kiểm tra điện thoại có vẻ là không thấy. Anh đã xóa đồ hay sao đây? Và không biết là mục đích của người đàn ông này là gì, nhưng mà vào đây mà nhòm ngó như vậy là tốt nhất là cứ giao cho công an giải quyết nha. Ai vậy? Dạ. Một người phía trước làm chứng đấy. Các bạn chúng ta hãy đăng ký kênh Tô Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.